Chào mừng các con đến với trung tâm toán tư duy Edison ạ. Và hôm nay cô Hường có việc bận nên là cô Thúy sẽ dạy thay cô Hường buổi học ngày hôm nay nhé. Và bây giờ chúng mình cô mời chúng mình mở sách vở ra, chúng mình ghi bài ạ. Rồi mời Ngọc Quân nào, đọc lại chuyên đề tên chuyên đề của ngày hôm nay ạ. Em được hôm Thứ nay em tư đi ngày chơi 28 tháng 5 sáng năm năm 2023 2024 ạ. toán chuyên đề ôn tập về đại lượng ạ. Cảm ơn con. À, bạn nào vừa có ý kiến gì nhỉ? Mai An đúng không? Không rồi em ạ. Em hôm nay em đi chơi ấy, nên em chỉ Không mang phải. cái sách toán Edison ôn hè thôi nên không mang được ô ly ạ. Rồi ok. Thế thì con sẽ con sẽ lắng nghe kiến thức ôn tập lại nhá. Khi nào mà đến cái phần làm bài tập thì con sẽ làm sau nhá. Được không ạ? Cô mời chúng mình ghi bài ạ. Anh Dũng mở camera lên cho cô. Mời Như Ngọc nào. Nhắc lại cho cô chuyên đề ngày hôm nay ạ. Em đưa cô em đọc bài chuyên đề ôn tập về đại lượng ạ. Mời Nguyên nào con. Mời Nguyên ạ. Có phải Nguyên không? Cô thấy để tên là Nguyên này. Nguyên ơi. Nguyên có nghe thấy cô Thúy gọi không ạ? Nguyên 9C này con. Bạn đấy là bạn nào hả Như Ngọc? Thế à, rồi cảm ơn con. Và sau đây là chúng mình sẽ ghi lại một số kiến thức mà chúng mình cần ôn tập lại. Các bạn ghi cho cô ạ, một nhỏ kiến thức cần nhớ. Nào, bạn nào có thể cho cô biết một năm có bao nhiêu ngày? Mời Anh Dũng nào con. Như cô một năm có 365 ngày ạ. À, 365 ngày, cảm ơn con. Ai có ý kiến bổ sung gì không ạ? Ai có ý kiến thì xin mời giơ tay ạ. Ai có ý kiến không? À, em quên là 366 á. À, 366. 366. Thế chốt lại là 366 hay là 365? Cả hai luôn ạ. À, cả Mà hai. dương lịch với cả âm lịch. Sao cơ? À, mời Ngọc Quân nào. Ngọc Quân bổ sung Em cho đưa cô cô ạ. là tính năm nhuận với năm không nhuận. À, đúng rồi nào. Ngọc Quân nào. Cô hỏi lại Ngọc Quân một lần nữa. Một năm có bao nhiêu ngày ạ? Em có một năm có 365 Con có bổ sung gì không? không ạ? À không, cảm ơn con. Mai An nào, cô muốn lắng nghe ý kiến của Mai An ạ. Con đưa cô là một năm có 365 ngày. 365 ngày. Nguyên nào, cô mời Nguyên. Nguyên ơi. Bạn nam mặc áo xanh ơi, Nguyên ơi. Đang không tập trung rồi. Nào. À, mời Như Ngọc nào con. Như Ngọc ạ. À. Như Ngọc cho cô biết một năm có bao nhiêu ngày ạ. À? Như Ngọc đi đâu rồi? À đây là Em xem nói lại. cho con nói lại. Ok, nào anh Dũng nói lại cho cô nào. Em nói cô là một năm có 365 ngày, nhưng đấy là năm không nhuận. 366 ngày là năm nhuận. Cảm ơn con. Các bạn lưu ý nhé, đây có thể là một kiến thức rất là dễ thôi, nhưng mà chúng mình sẽ dễ bị nhầm lẫn. Các con lưu ý ạ, một năm có 365 ngày. Nếu năm đấy là năm thường, con sẽ có một năm có 366 ngày, gọi là năm nhuận, được chưa ạ? Hoặc 366 ngày. Bạn nào có thể cho cô biết cứ mấy năm thì lại có một năm nhuận? Ai biết không? Tức là mấy năm thì có một năm là có 366 ngày. Mời Ngọc Quân con. Em mất có 4 năm ạ. À 4 năm. Đúng chưa ạ? Nhưng Ngọc có đồng ý không ạ? Cảm ơn con. Rồi các chúng mình lưu ý nhá. Rồi tiếp theo. Chúng mình ghi bài vào ạ. Mời Như Ngọc nhắc lại cho cô nào.
Em thưa cô, một năm có 365 ngày hoặc 366 ngày ạ. Cảm ơn con. Chúng mình ghi bài được chưa ạ? Tiếp theo nào, đến một kiến thức tiếp theo ạ. Một năm có bao nhiêu tháng ạ? Ai biết? Chúng mình giơ thật nhanh nhá. Một năm có bao nhiêu tháng nào? Chờ cô một xíu để cô cho các bạn vào lớp đã nhá. Rất nhanh ạ, cô đã nhận được tín hiệu của Mai Anh. Mai Anh nào, cho cô biết một năm có bao nhiêu tháng? Nói to lên nào đi. Cô cho cô, một năm có 12 tháng. À, một năm có 12 tháng. Em chào cô. Chào con, chào Hoàng Long ạ. Hoàng Long ơi, con vào sau con ghi bài cho cô đi ạ. Vâng ạ. Thông ơi, con mở camera lên ạ. Con chào cô ạ. Chào con ghi bài đi nhá. Cô gửi cho em cái ấy đi cô. Là em viết cô. À, con bỏ cách hai dòng đi, lát con quay lại viết sau nhá. Hôm nay chúng mình sẽ học ôn tập về đại lượng, con ghi cho cô. Ôn tập về đại lượng. Mời Ngọc Quân nhắc lại cho cô ạ, một năm có bao nhiêu tháng? Em có một năm có 12 tháng ạ. À, cảm ơn con. Cô mời Nguyên nào. Nguyên ơi. Nguyên ơi, Nguyên trả lời cho cô ạ. Một năm có bao nhiêu tháng hả con? Em có một năm có 12 tháng á. Ừ, Nguyên ngồi xuống, Nguyên tập trung để viết bài đi nhá. Cô thấy Nguyên đang chưa tập trung đâu ạ. Thông ơi, con đang ở đâu rồi? Cô chưa nhìn thấy con. Con ghi được bài chưa? Rồi, bạn nào có thể cho cô biết ạ? Những tháng nào có 30 ngày? Comment thật nhanh cho cô nào. Vào khung chat để cô xem biết ai đã biết là những tháng nào có 30 ngày. Có nhớ không? Những tháng nào có 30 ngày? Có vẻ hơi quên quên rồi đúng không? Không cổ Nhớ không? có cô ạ. Có à? À, cô đã nhận được câu trả lời của Mai An. À, Mai An đúng rồi ạ. Hoàng Long xem lại nhá, Ngọc Quân cũng xem lại ạ. À, có thể là các bạn đã quên cách đếm tháng và Em nhớ đếm nhắn số ngày ở cho trên bạn tay Mai rồi đúng An. không? Ơi, anh Dũng Em đúng nhớ rồi ạ. nhắn cho em nhìn vào cái đấy thì em nhớ thấy là nhắn cho bạn Mai An. À thế ạ. Nhưng Ngọc chưa đúng nhá. Nhưng Ngọc còn phải xem lại nhá. À, các bạn ơi, các bạn cùng giơ tay theo cô để cô đếm, chúng mình cùng đếm luôn ạ. Tay các bạn đâu rồi? Chưa nhìn thấy tay của Như Ngọc, chưa nhìn thấy tay của anh Dũng. Như Ngọc nhìn đây ạ. À, chúng mình sẽ bắt đầu từ tháng 1 đúng không? Tháng 1 chúng mình thấy nhô lên này. Đó, chúng mình thấy không? Thì tháng này sẽ là bao nhiêu ngày? À đúng rồi, 31 ngày. 31 đúng không? Tháng 1 31 ngày. Tháng 2 nó sẽ đặc biệt hơn một xíu. Tháng 2 nó có bao nhiêu ngày? Mời Hoàng Long nào con. Tháng 2 con biết không? Em đưa cô là 28 hoặc 29 ngày á. À, tháng 2 sẽ có 28 và 29 ngày. Lát nữa cô sẽ quay lại để giải thích cho các con cái đấy sau nha. Đến tháng thứ 3 lại có bao nhiêu ngày ạ? Mời Như Ngọc. Em đưa cô là 31 ngày ạ. À, 31 ngày chúng mình tương tự 31 này. Tháng tháng 3 có 31, tháng 4 có 30, tháng 5 có 31, tháng 6 có 30, tháng 7 có 31 đúng không ạ? Tháng 8 lại có 31. Chuyển sang Chảo tháng là chín. ba cái chảo là cái gì đấy? Tháng Dạ. 9 có bao nhiêu? Dạ. Tháng 9 có 30. Tháng 10 có 31, được chưa ạ? Tháng 11 lại có 30 và tháng 12 sẽ có 31. Nào bây giờ chúng mình hãy comment lại thật nhanh cho cô những tháng nào có 30 ngày. Nào, bây giờ cô muốn nhận lại một câu trả lời một lần nữa. Những tháng có 30 ngày nhá. Comment lại ạ. Bạn nào comment rồi thì cũng comment lại giúp cô để cho chúng mình nhớ hơn nhá. Rồi, cô khen Mai An ạ. Khen Như Ngọc ạ.
em. Bạn nào nữa nhở? Cô chưa nhận được câu trả lời nữa. Em. À Thông, Thông đúng không? Thông ơi, À không. con comment sai rồi đúng không? Nghe kỹ câu trả lời của cô nhá. Những tháng nào có 30 ngày? À, cô đã nhận được câu trả lời của Ngọc Quân rồi ạ, rất chính xác ạ. Rồi, thế như vậy ở đây các bạn ghi cho cô ạ. Các tháng xuống dòng nha, các tháng có 30 ngày là nào. Đó là tháng 4 này, 6 này, 9 và 11, được chưa ạ? Nguyên đã ghi bài chưa hả con? Cô chưa thấy Nguyên ghi bài ạ. Không phải anh Dũng nhắc lại cho cô nào. Các tháng có Em thưa 30 cô, ngày. các tháng có 30 ngày là tháng 4, tháng 6, tháng 9, tháng 11 ạ. Rồi, cảm ơn con. Và bây giờ chúng mình sẽ đến với các tháng có 31 ngày. Nào, bây giờ chúng mình comment thật nhanh vào khung chat cho cô những tháng có 31 ngày ạ. Khá là nhiều đấy ạ. Rất nhanh ạ, anh Dũng rất nhanh ạ. Rất là khen anh Dũng ạ. Nào, xem tiếp theo là câu trả lời của ai đây? Mai An, rất là khen Mai An ạ. Khen Hoàng Long ạ. Khen Như Ngọc. Khen Hoàng Thông, Ngọc Quân. Rồi, có thể chúng mình đã rất là nhớ cái phần này rồi đấy ạ. Như vậy, các tháng có 31 ngày, đó là tháng 1, tháng 3, tháng 5, tháng 7, tháng 8, tháng 10 và tháng 12 ạ. Được chưa ạ? Và có một tháng nó đặc biệt hơn một xíu. Đấy là tháng mấy ạ? Mời Thông nào con. Con đưa cô là chính là tháng 1. À tháng 1 à? Tháng 1 là nó đặc biệt ở điểm nào? Con đưa cô tháng 1 nó đặc điểm là À, có 30. cô đang hỏi con nhá, con nghe rõ câu trả lời nhá. Cô đang hỏi con là các tháng nào có đặc biệt hơn những cái tháng mà chúng mình vừa nêu ở trên. À, mấy Như Ngọc nào, Như Ngọc giúp bạn được không ạ? Em thưa cô là tháng 2 ạ. À, tháng 2 thì có bao nhiêu ngày mà nó đặc biệt hả con? Em thưa cô là 28 hoặc 29 ngày ạ. À, tháng 2 có 28 hoặc 29 ngày. À, so với những tháng khác thì tháng 2 nó sẽ đặc biệt hơn một chút. Cô mời Mai An nào, Mai An cho cô biết là khi nào thì tháng 8 có 20 à, tháng 2 có 28 ngày, khi nào có 29 ngày? Con thưa cô là tháng 2. Con có Tháng biết 2 không? có 28 ngày là vào năm thường. À. Tháng 2 có 29 ngày là vào năm nhuận. Rất chính xác, rất là khen ạ. Cảm ơn con. Chúng mình lưu ý nhá. Khi nào năm thường thì tháng 2 sẽ có 28 ngày. Còn khi nào năm nhuận thì tháng 2 sẽ có 29 ngày. Các bạn nhớ nhá. Để khi mà một ai đấy hay là một em bé nào đấy hỏi mình thì chúng mình cũng có thể trả lời được. Được chưa? Tiếp theo chúng mình sẽ ôn tập tiếp một kiến thức nữa ạ. À, bạn nào có thể cho cô biết một tuần có mấy ngày? Dễ đúng không? Mời Nguyên nào con. Mời Nguyên ạ. À. Nguyên ơi. Mời Thông nào con. Dạ con đưa cô một tuần có 7 ngày ạ. À, một tuần có 7 ngày. Các con có đang ghi bài kịp không? Nếu mà ghi bài kịp thì chúng mình comment cho cô chữ A nào. Nếu kịp ạ. À. Rồi ạ. Nếu cần thêm thời gian thì comment cho cô chữ T nhé, để cô biết là chúng mình chưa xong. Thế bây giờ cô Thùy có một câu hỏi hơi hơi khó một tí này.
chúng mình đi học, một tuần chúng mình đi học mấy ngày trên trường ạ? À? Nào ai biết? Nguyên nào? Nguyên nào con? Nguyên ơi, Nguyên ơi. Mời anh Dũng nào con. Em cô, mỗi tuần thì mình đi học 5 ngày ở trường ạ. À đúng rồi, mỗi ngày chúng mình đi học, à, mỗi tuần chúng mình đi học 5 ngày ở trường đúng không? À, tiếp theo ạ. À, một ngày có bao nhiêu giờ? Ai biết? À, rất nhanh. Mời Ngọc Quân nào con. Một ngày có bao nhiêu giờ? Em có một ngày có 24 giờ ạ. Cảm ơn con. Mời Hoàng Long nhận xét câu trả lời của bạn ạ. Em thưa cô bạn. Con đang Em tắt thưa cô mic. bạn, cô mà làm nói đúng rồi ạ. Cảm ơn con. Một ngày có 24 giờ đúng không ạ? Chắc là ai cũng biết đúng không? Kiến thức này chắc không ai quên đâu đúng không? Tiếp theo ạ. 1 giờ có bao nhiêu phút? Mời chúng mình comment thật nhanh cho cô. Số. Nào xem bạn nào nhanh nhất nào. Wow, Ngọc Quân rất nhanh ạ. Còn chưa đến 2 giây đã xong rồi đấy. Rất nhanh, Hoàng Long cũng nhanh, anh Dũng cũng rất là nhanh ạ, Mai An cũng rất là nhanh, Thông cũng nhanh. À, Nguyên. Nguyên ơi, cô Thúy hỏi con ạ. Như Ngọc ơi, em nhắn cho mình đấy. Nguyên ơi. Con có phải tên là Nguyên không? Đấy, tên anh con À, con tên là gì để cô sửa lại cho con ạ, tại vì cô ạ. gọi Con con tên trong là trường. Minh Tùng ạ. À, Minh Tùng chờ cô một tí nhá. Minh Tùng đúng không? À, Minh Tùng có thể cho cô biết là 1 giờ có bao nhiêu phút? Em còn 1 giờ 60 phút ạ. À, thế là con comment nhầm đúng không? 1 giờ bằng 60 phút cơ ạ. Được chưa ạ? Được chưa? Chúng mình đã ghi bài kịp chưa? Rồi, mời Hoàng Long đọc lại cho cô các kiến thức ở trên đây ạ. Em thưa cô là một năm có 365 ngày hoặc 300 ngày. Một năm có 12 tháng. Các tháng có 30 ngày là 4, 6, 9, 11. Các tháng có 31 ngày là 11, 3, 5, 7, 8, 10, 12 ạ. Tháng 2 có 28 hoặc 29 ngày. Một tuần có 7 ngày. Một ngày có 24 giờ. 1 giờ có 60 phút ạ. Cảm ơn con. À, và dựa vào phần mà chúng mình vừa được tìm hiểu ở đây nha. À, đầu tiên chúng mình biết là một tuần có 7 ngày đúng không? Cô Thúy hỏi 3 tuần bằng bao nhiêu ngày? Comment thật nhanh cho cô ạ. Nào, 3 tuần bằng bao nhiêu ngày? Rất nhanh, anh Dũng rất nhanh. Wow. Các bạn lớp mình giỏi nhỉ? Comment rất là nhanh này. Cô mời Mai An nào con. 3 tuần có bao nhiêu ngày? Con thưa cô là 2 tuần, 3 tuần bằng 21 ngày. À, con đã làm thế nào để con tìm nó ra là 31 ngày? À, 21 ngày. Con làm thế nào? Con lấy nhân ạ. Ơ, phép tính là gì? Con đọc cho cô. Con thưa cô là 3 nhân 7 Bằng? ra bằng 21. À, bằng 21 ngày. Được chưa? Tiếp theo này. Khó hơn này. À, nào sẵn sàng chưa? Sẵn sàng để comment thật nhanh đáp án chưa? Sẵn sàng rồi cổ. Ừ, sẵn sàng nha. Khó hơn này. À, 9 tuần ạ. À. Nói bé thôi. Nói là cô nghe thấy đáp án rồi đấy. À, anh Dũng xem lại nha. Anh Dũng bị nhầm một chút đúng không? Rất là nhanh ạ. Rất là nhanh, các bạn lớp mình rất là nhanh, rất là khen ạ. À, cô mời Hưng nào con. 9 tuần có bao nhiêu ngày hả con? Con được vô có 63 ngày. Con làm thế nào để con tìm được ra là có 63 ngày? Con chỉ lấy 3 tuần là 21 ngày, con chỉ nhân lên 3 thôi ạ. À, nhân với 3. À, thay vì thế thì tại sao mình không nhân thẳng luôn nhỉ? À, một tuần có 7 ngày đúng không? 9 tuần thì ta sẽ lấy 7 nhân 9 bằng... Bằng bao nhiêu? 7 x 4 bằng 63. Ừ, bằng 63 đúng không? 63 ngày. Tiếp theo này. Một ngày có 24 giờ đúng không ạ? Bây giờ cô Thủy đố các bạn. 4 ngày có bao nhiêu giờ? Nào.
4 nhân 4 bằng 16, nếu mua thai 48 Ui bằng ui, nói to thế, 96 chị nói to thế. Minh Tùng nào, Minh Tùng đã tính được ra chưa? Em sai phép tính đầu tiên, em nhắn lại nhé cô. Anh Dũng ơi, con cần phải cẩn thận hơn một chút nhá. Tại vì nếu mà con tính nhanh quá như thế con sai là mất điểm rất là đáng tiếc đấy ạ. Đúng không ạ? Con phải cẩn thận hơn một chút nhá. Khen anh Dũng, khen Thông, khen Ngọc Quân, khen khen Mai An ạ. À, Minh Tùng đã tính ra chưa hả con? Ờ, cái đeo mắt của con à? Rồi, Như Ngọc cũng xong rồi ạ, Hương cũng xong rồi ạ. Cô mời Minh Tùng nào, Minh Tùng cho cô biết làm sao để con tìm ra được kết quả của phép tính này ạ. Thế con không có ghi vào. Em của em lấy 4 nhân với 24 nhân 4 á. À, thì con được kết quả là bao nhiêu ạ? Được, con được kết quả 96. 96 được chưa? 96 giờ. Giờ. À, các bạn có muốn tăng độ khó lên không? Muốn thì comment số 1 cho cô. Nào. Rồi ạ. Tiếp theo này. Khó hơn nha. 9 ngày bằng bao nhiêu giờ ạ? Như Ngọc rất nhanh, Ngọc Quân cũng rất là nhanh. Hai bạn bám sát nhau luôn. Không cũng nhanh ạ. Các bạn đúng rồi ạ. Chưa nhận được câu trả lời của Hoàng Long đâu. Chưa nhận được câu trả lời của Mai An đâu. À, Mai An đây rồi ạ. Rồi, mời Hưng nào con. Con ơi, con ra kết quả là bao nhiêu? Con chưa tính đúng không? Đó. Con đã tính chưa? Con nhắn kết quả rồi mà cô. Ừ, thế bây giờ cô hỏi con trình bày cho cô 9 ngày có bao nhiêu giờ ạ? Con được con là 216. Ừ, con làm thế nào để con ra được 216 giờ? Con lại dùng 4 nhân 2 thôi, cộng thêm 1 ngày nữa. Cồng kềnh thế nhở? Ờ, thay vì thế thì chúng mình Không. Nhân thẳng luôn được không? Đấy. Hả? Chúng mình có nhân thẳng có luôn được không? Nhân thẳng lại con lại càng khó tính hơn, lại cồng kềnh hơn thì có. À, được, ok. À, không sao, chúng mình sẽ có cách tính riêng, miễn sao chúng mình ra kết quả nhanh và đúng là được. Được chưa ạ? Tiếp theo ta có 1 giờ bằng 60 phút. Bây giờ cô thì có 5 giờ. Tính thật nhanh cho cô xem bằng bao nhiêu phút ạ. Nào. Rất nhanh, cô khen Như Ngọc ạ. Như Ngọc rất nhanh. Hưng cũng rất nhanh. Khen Hưng ạ. Khen anh Dũng. Khen Thông. Khen Minh Tùng ạ. Khen Ngọc Quân. Khen Hoàng Long. Gửi cho cô toàn gửi everyone. Thế thì một người làm thì 5 người biết. Đây. Mẹo các bạn kia chứ. Giờ cái này dịch có tài cái nhất là cái tài. Kệ nó, thế nên bình là cái tài này. Con tắt một vài thôi. Ngọc Quân nào. Em có cô 5 giờ bằng 300 phút ạ. Con làm thế nào để con tìm ra là 300 phút ạ? Em có cô em mới 60 nhân 5 ạ. 60 nhân 5 được chưa ạ? Chúng mình sẽ ra là 300 phút. Được chưa? Như vậy ở phần này chúng mình đã rõ chưa ạ? À, có bạn chúng mình có bạn nào chưa rõ hoặc là chưa hiểu ở chỗ nào đấy, chúng mình comment cho cô số 1 để cô sẽ giúp các con ạ. Bạn các bạn nào hiểu rồi thì comment số 2 giúp cô. Rồi, cô thấy chúng mình đã hiểu hết bài rồi đấy ạ. Ở phần này thì sẽ không có gì khó khăn với chúng mình cả, bởi vì chúng mình đã được học rồi. Tuy nhiên thì có một số điều mà cô muốn lưu ý ở các con như sau. Thứ nhất là một năm thì sẽ có 365 ngày hoặc 366 ngày. Và 366 ngày thì sẽ rơi vào những năm là năm nhuận, được chưa ạ? Và các tháng thì có tháng 2 nó sẽ đặc biệt hơn một chút, là sẽ có 28 hoặc 29 ngày, được chưa?
Rồi. Mời chúng mình sẽ chuyển sang phần bài tập ạ. Chúng mình cùng mở sách ra ạ. Bài tập số 1. Nối ạ. Ở bài này thì chúng mình dùng thước nối cho cô nha. Cô cho chúng mình thời gian là 1 phút ạ. Chúng mình làm đi ạ. Ôi cô em đi nên không ăn thước cô. À, thế thì chỉ buổi hôm nay cô cho dùng tạm bằng tay thôi nha. Còn những buổi sau thì con phải dùng thước được chưa ạ? Vâng. Ừ. Minh Tùng làm được chưa con? Đi vô. Con đã nối được chưa? Sao em đấy. Chúng mình mở sách ra để chúng mình làm luôn bài số 1 giúp cô ạ. Ôi, con chưa có sách mà con mới qua lấy. À không sao. Con cùng theo dõi em đây nha. Như Ngọc đã xong rồi ạ. Cô mời, cô sẽ mời lần lượt các bạn sẽ làm ở trên này nha. Chờ các bạn 1 phút, sau đó cô sẽ cho các bạn chữa trực tiếp trên này luôn. Ông ơi, con để camera thẳng xuống mặt con được không? Để cô nhìn thấy mặt con ạ. Ok. Anh Dũng được rồi. Toàn những gương mặt đẹp trai thế này mà lại cứ giấu giấu để cho cô nhìn thấy mỗi tóc thôi. Xong rồi thì chúng mình comment số 1 cho cô nhá. Rồi ạ, rất nhiều bạn xong rồi. Bây giờ cô sẽ Thúy sẽ mời các bạn chữa trực tiếp ở trên này. Đầu tiên là bạn Hưng đúng không? Chỗ này là Hưng ạ. Chỗ này sẽ là Thông. Bên này sẽ là Cô Minh cho em Tùng. làm đi cô ơi. Minh Tùng ở đây ạ. Và đây sẽ là An. Rồi nào, cô cho chúng mình dùng lên màn hình ạ. Chúng mình chữa trực tiếp cho cô, nối sang cho cô ạ. Tùng đã làm xong trong sách của con chưa hả con? Thôi ạ. Ừ. Để con. Thế Là con em nối làm. đi. Cô mời con Để làm thế này, con nối đi. đưa em đi em lấy màu. Đi cô ơi. Các bạn cứ từ từ nhé. Rồi cũng sẽ đến lượt chúng mình làm ạ. Cô sẽ mời lần lượt từng bạn một. À, cô mời anh Dũng nào con. Anh Dũng nhận xét cho cô bài làm của các bạn ạ. Em thưa cô, bài làm của các bạn đúng hết rồi ạ. Ừ, đúng hết rồi nào. Bây giờ chúng mình sẽ cùng đi và chữa từng phần một nhé. À, phần thứ nhất của bạn Hưng ạ. Bạn Hưng nối vào là 11 giờ rưỡi. À, cô mời Hoàng Long nào. 11 giờ rưỡi còn có tên gọi khác là gì? Mình có thể gọi khác là gì? Hoàng Long con. 11 giờ rưỡi. Là con thể gọi là 11:30 ạ. À 11:30 phút được chưa ạ? Tiếp theo của bạn Thông, bạn nối vào là 6:45 phút. Còn có cách gọi giờ khác là gì ở phần của bạn Thông làm ạ? Mời Ngọc Quân nào con. Dạ. Bạn Thông nối vào là 6:45 phút đúng không? Em một cô bạn thông nối vào 6:45 phút đúng không ạ? Ngoài ra gọi là 6:45 phút mình có thể gọi giờ kém là gì ạ?
Ai biết không? Em biết. Ừ nào, Ngọc Quân. Em ơi cô, gửi 60, một tiếng là 60 thì cho 45 phút ạ. Không, ở đây còn được gọi là gì ạ? 7 giờ kém bao nhiêu phút? Em 7 giờ kém 15 phút ạ. Đúng rồi, còn gọi là 7 giờ kém 15 phút đúng không? Tiếp theo xong bài của bạn Minh Thông ạ. À, 22 giờ kém 5 phút. Còn được gọi là gì nữa? À, mời Như Ngọc nào con. 22 giờ kém 5 phút. Em yêu cô là Con có biết không? Bạn nào biết giơ tay nhỉ? Ngọc Quân ơi, con bỏ cái ống kính con ra đi. Nào, bây giờ là 22 giờ kém 5 phút. Thay vì nói giờ kém, mình nói giờ đúng nào. Mình sẽ được là gì? Không ai biết à? em thưa cô là 9 giờ 55 phút đây. À, 9 giờ 55 phút có đúng không? Đây đang là 21 giờ kém 5 phút thì phải có phải là 9 giờ không? Mà là mấy giờ ạ? 22 giờ kém 5 á? Là 9 giờ 55 đúng rồi mà Có cô. phải là 9 giờ không? Nói chính xác hơn thì sẽ là mấy giờ ạ? Giờ buổi tối ấy. Sẽ là mấy giờ? 21 giờ. Đúng Ờ, rồi, thì là 10 giờ. 21 giờ bao nhiêu? 55 phút, được chưa? Chúng mình đã hiểu cái chỗ này chưa? Chúng mình có hiểu không ạ? Có làm người chơi chơi. Rồi, tiếp theo nào. Ở đây là 7 giờ 20 phút. Đúng chưa ạ? Chúng mình giơ vở lên cô xem để chúng mình đã làm mà đúng hết chưa? Rồi ạ. Rồi ạ, khen Ngọc Quân, Ngọc Quân được rồi ạ, Thông được rồi ạ. Rồi Mai An được rồi ạ. Như Ngọc con làm xong chưa? Minh Tùng ơi, sách của con đâu? Ờ, con giơ lên con xem nào. Vâng cô. Rồi, ok. Tiếp theo chúng mình sẽ chuyển sang bài tập số 2 nhá. Rồi, bài tập số 2. Bài tập số 2 sẽ khó hơn một chút và chúng mình sẽ cần phải trả lời đầy đủ cả câu trả lời nha. Cô mời một bạn đọc cho cô đến phần A thôi ạ. Nào, Mai An, đọc cho cô đến phần A thôi, chúng mình sẽ chữa lần lượt. Mai An nào con? Con thưa cô là mỗi tuần có 7 ngày, hỏi. Hỏi gì con? 4 tuần có bao nhiêu ngày? Rồi ạ. Ở đây chúng mình sẽ trả lời đầy đủ là gì? Cô mời Hoàng Long nào. Cô là 4 tuần. Em thưa cô ghi là 4 tuần có... Như cô ghi là 4 tuần có 28 ngày ạ. Ừ, cảm ơn con. À, mời Thông nào, Thông nhận xét câu trả lời của bạn ạ. Dạ con đưa cô là bạn thấy đúng rồi ạ. Cảm ơn con. Có mời Minh Tùng nào, Minh Tùng đang mất tập trung ạ. Minh Tùng ơi, ở phần A con sẽ trả lời như thế nào? Thôi, em đưa cô là Vân Na cô sẽ trả lời là 28. Anh là 4 tuần của 28 ngày ạ. À, 4 tuần có 28 ngày. Cô Thúy làm mẫu phần A cho các con ạ. Các con trả lời vào sách của các con đi. Lưu ý trả lời đầy đủ cả câu nhé. Không được ghi vậy là 28 ngày đâu. Mà chúng mình phải trả lời là 4 tuần có 28 ngày. Cô cho em hỏi được không? Con cứ hỏi đi ạ. Cái của em khác với bài của em khác với bài của cô ở ý C cô ạ. Ok, đến phần C thì cô sẽ giải thích cho các con nha. Nhưng khác với bọn em. Cứ bình tĩnh, chưa làm đến phần C đâu.
Xong chưa? Chúng mình đã xong phần A chưa? Rồi đến phần B này. Phần B sẽ khó hơn một chút. Mời Hưng nào con, đọc cho cô phần B ạ. Cô thưa cô, con đọc 4 tuần ăn nhập 210 ngày bằng bao nhiêu tuần? 210 ngày bằng bao Cảm nhiêu ơn con, ở đây hỏi hơi ngược một chút đúng không ạ? 210 ngày bằng bao nhiêu tuần? Mời chúng mình comment thật nhanh cho cô đáp án mà chúng mình tính ra được ạ. Nào, chưa cô chưa. À, cô nhận được câu trả lời của Hương rồi ạ. Khen Hương ạ. câu này con nhận luôn. Khen Mai An. À, Minh Thông xem lại, à, Thông xem lại con nhá. Hoàng Long xem lại ạ. Khen Như Ngọc ạ. Khen anh Dũng. Anh Dũng comment lại đúng không? À chưa. Cô ơi, mày em chỉ nhắn được tiếng Anh chứ không nhắn được tiếng Việt nên em chỉ ghi được thế thôi. Ngọc Hoàng Long con xem lại nhá. Ngọc Quân khen Ngọc Quân ạ. Nào, ở phần này cô mời Hoàng Long nào. Hoàng Long trả lời cho cô nào. Hoàng Long ơi. Hoàng Long có nghe thấy cô Thúy gọi không ạ? Em có, em quên bật mic. Con bật là con nói cho cô nào. Em giúp cô 210 ngày bằng 3 tuần ạ. À bằng 3 tuần. Con thử suy nghĩ lại xem nhỉ, nếu mà 3 tuần thì sẽ chỉ có bao nhiêu ngày thôi? À, không, em là 30 tuần ạ. À 30 tuần được chưa? Con làm thế nào để con tìm được ra là 30 tuần? Em đưa cô là em lấy 210 chia 7 à. Rất chính xác. Ở phần này ạ, chúng mình lưu ý ạ, để biết được 210 ngày bằng bao nhiêu tuần, chúng ta sẽ thực hiện phép tính chia. Ta lấy 210, ta chia cho 7 và ta được kết quả là 30. Được chưa ạ? Chúng mình đã rõ phần này thì comment chữ R cho cô ạ. Còn bạn nào chưa rõ thì comment chữ X để cô sẽ giảng lại cho con ạ. Không ơi, ở đây có 210 ngày đúng không con? Vâng ạ. Ừ, thế một tuần có bao nhiêu ngày hả con? Con thưa cô là 7 ngày. À một tuần có 7 ngày đúng không? Được chưa ạ? Và bây giờ muốn biết là 210 ngày này bằng bao nhiêu tuần, ta sẽ thực hiện phép tính chia đó là 210 ngày ta chia cho 7. Được Bằng chưa? bao nhiêu? Thì là bằng 30 tuần, được chưa ạ? Con hiểu chưa? Nó sẽ Vâng ngược ạ. lại so với phần kia. À, đến phần C thì nó sẽ khác hơn của các con một chút, các con gạch ở trong sách của các con đi, các con sửa thành 364 ngày giúp cô ạ. Con sửa đi. Con sửa cái 210 mấy ngày của các con đúng không? 217 ngày đúng không? Các con sửa thành cho cô thành 364 ngày đi. Câu C á cô. Đúng rồi con. Đây chúng mình sửa cái phần này này. Nhưng em nhỡ ghi ở chỗ ý sai rồi. Trả lời xong rồi á? Có trả lời đúng không đây? Được. Đề bài thứ Ờ, hai đấy. đề bài dư dư thế là em cộng thêm một tuần nữa. Ui thế là sai rồi, sửa lại đi. Thế phải Cô tẩy hết đi à cô? ừ, con sửa lại bằng bao nhiêu tuần thôi. Nào, ai xong rồi, sửa xong rồi thì comment thật nhanh cho cô nha. Cô đã nhận được câu trả lời của Hưng rồi ạ. ghi lại là 364 ngày rồi à cô? Đúng rồi con.
Không hay không? Phần này con ra kết quả là bao nhiêu nhỉ? Con trả lời cho cô phần này ạ. À. Dạ con thưa cô ạ, 52 ạ. Con trả lời đầy đủ ạ. À. Dạ con thưa cô ạ, 52 tuần ạ. Ừ, câu trả lời đầy đủ là gì nhỉ? Con thưa cô, Còn 25 364 ngày, là 52 tuần. con thực hiện phép tính là gì? Dạ con thưa cô, đó chính là 364 chia 7 ạ. Con đã rõ phần này chưa ạ? Rồi ạ. Rồi, cảm ơn con. Tiếp theo ở phần 2 nào. Mời Minh Tùng đọc đề bài cho cô. Em thưa cô là em hãy cho biết những tháng nào có 30 ngày, những tháng có 31 ngày. Cảm ơn con. Ở phần này chúng mình cũng lưu ý trả lời đầy đủ cho cô nha. Những tháng có 30 ngày là, những tháng có 31 ngày là. Rồi, sẽ có một tháng đặc biệt là tháng 2. Mời chúng mình làm ạ. Trả lời đầy đủ cả câu cho cô nhá. Bạn nào xong rồi thì comment chữ xong cho cô ạ. Chữ X cho cô. Rất nhanh ạ, à, cô thầy đã thấy 5 bạn xong rồi đấy. Cô mời Mai An nào, Mai An trả lời cho cô ạ. À. Những tháng có 30 ngày là, đó là những tháng nào ạ? Con cô là tháng 4, tháng 6, tháng 9, tháng 11. 4, 6, 9 và 11. Tiếp theo ạ, mời Như Ngọc nào. Em thưa cô, những tháng có 31 ngày là tháng 3, tháng 5, tháng 7, tháng 8, tháng 10, tháng 12 ạ. 8, 10, 12 đúng không? Mời Thông nào, Thông nhận xét ạ. Dạ con với cô bạn làm đúng rồi ạ. À, mời Hưng nhận xét câu trả lời của Như Ngọc nào, Như Ngọc vừa trả lời đấy. Những tháng có 31 ngày. Nhưng là nó rất là Anh Dũng có nhận xét gì không con? Câu trả lời của Như Ngọc ạ. Những tháng có 31 ngày, anh Dũng có nhận xét gì không ạ? Em đúng cô là đúng. Đúng à? Mời Quân nào con? Em thưa cô là sai. Thiếu và Là thiếu thiếu ạ. đúng không? Mình phải nhận xét. Thiếu tháng 1. À, thiếu tháng 1 nữa. Như Ngọc ơi, con nhìn ra chưa?
đấy, trong trong sách làm đúng nhưng mà trả lời sai à? Rồi, tiếp theo ạ. Sẽ có một điều đặc biệt ở tháng 2 sẽ là gì nhỉ? Mời Thông nào. Tháng 2 thì sao? Dạ con thưa cô là tháng 2 thì có 28 ngày để ở năm thường. Còn tháng 2 ở năm nhuận thì là 29 ngày ạ. Rồi ạ, chúng mình sẽ trả lời gọn là tháng 2 có 28 hoặc 29 ngày nhá. Được chưa? Chúng mình đã rõ phần này chưa? Minh Tùng làm xong chưa con? Em con chưa Ơ thì con làm nhanh lên con. con có cần ghi tháng 2 28 29 ngày Có chứ con. không đủ dòng không? À con ghi xuống dưới cũng được, hoặc là ghi sang bên cạnh được không? Tùng ơi, khi cô chữa bài thì con làm luôn nhá. Minh Thông xong, Thông Thông xong cho con. Con đang viết ạ. Ừ. Các bạn khác chỉ có đợi các bạn một xíu nhé. Tùng xong rồi đúng không? Ừ. Không xong chưa con? Rồi ạ. Rồi ok. Mình chuyển sang bài tiếp theo nha. Bài số 3. Mời anh Dũng đọc lại bài cho cô. Con đưa cô là bài 3 trong một tháng. Tháng 2 có 5 ngày chủ nhật hỏi. Ngày 14 của tháng đó là thứ mấy trong... Cảm ơn con. Mời Như Ngọc nào. Đọc đề bài ạ. Em thưa cô, bài 3 trong một tháng 2 có 5 ngày chủ nhật, hỏi ngày 14 của tháng đó là thứ mấy ạ? Cảm ơn con. À các bạn thử suy nghĩ cho cô này. Đúng. Nếu một tháng 2 mà có 5 ngày chủ nhật thì đố các bạn biết có mấy tuần? Tháng đấy có mấy tuần? Nào. Có 5 ngày chủ nhật thì tháng 2 này có bao nhiêu ngày? Năm ngày tương ứng với 5 tuần. Có phải 5 tuần không? Thử nghĩ xem là có bao nhiêu ngày. Có 5 ngày chủ nhật thì tháng 2 này sẽ có 28 hay là 29 ngày? Nào ai biết? Anh Dũng nào con? Con thử suy nghĩ xem nếu mà tháng 2 có 5 ngày chủ nhật thì tháng 2 này sẽ có 28 hay là 29 ngày? 4 tuần. 4. 2, 8. 4 năm mới có một lần mà. Minh Thông thì sao? Thông có thể giúp bạn được không? Và con đơn cô là 28 tuần. theo con thì nếu mà tháng 2 có 5 ngày chủ nhật thì nó sẽ có 28 hay là 29 ngày? 5 ngày.
Dạ con thưa cô, đó chính là 28 hay là 29 ngày? ra không 29. 29 ngày. Tại sao nào? Mời anh Dũng nào. Em cứ tìm số lớn hơn thôi chứ bây giờ em đánh đổi. À, tìm số lớn hơn. Thế Ngọc Quân, ý kiến của con thì sao? Em một cô em chưa tìm hiểu ra. Con trả lời to đi, cô chưa nghe rõ. Em một cô em chưa tìm hiểu ra. À, chưa tìm hiểu ra. Các bạn thử suy nghĩ nhá. Nếu một tháng mà có 4 ngày chủ nhật, tức là nó có 4 tuần. Có 4 tuần thì tháng 2 đó sẽ có bao nhiêu ngày ạ? Nếu có 4 tuần thì tháng 2 đó sẽ có bao nhiêu ngày? Em nghĩ sao được cô ơi? À, rồi sao ạ? Anh Dũng sao? Em thưa cô là ví dụ ngày 1 của tháng 2 đấy Con ơi, tin tốt của em đi. là Tin tốt của em làm sao? từ từ đã, nghe cô Thúy hỏi đã. Cô Thúy đang hỏi chưa đến cái phần đấy. Cô Thúy muốn hỏi trước là cô Thúy muốn biết trước là Em thưa tháng cô 2 là này có bao nhiêu ngày anh Dũng ạ. đó. Cô Thúy muốn biết trước là tháng 2 này có bao nhiêu ngày đã. Em thưa cô là có 29 ngày. 29 ngày, tại sao cô có thể Từ giải thích được không? ngày ngày thứ nhất của đấy chỉ có thể là ngày chỉ có thể là chủ nhật, và bây giờ thêm một tuần nữa là có 7 ngày, lấy 1 cộng 7 bằng 8 thì có 2 tuần, 2 ngày chủ nhật rồi. Rồi cộng thêm 8 nữa là 3 ngày, cộng thêm 8 nữa là khoan cô. Chưa hiểu rõ đúng không? Từ từ đã, nghe cô Thúy giải thích từng bước đã. Bước đầu tiên ạ, ta thấy này. Vì tháng 2 này có 5 ngày chủ nhật nên tháng 2 đó phải có 39, à có 29 ngày. Nếu có 28 ngày thì sẽ có chỉ có mấy ngày chủ nhật thôi ạ à các bạn? Ngọc Quân, nếu có 28 ngày thì theo con thì sẽ chỉ có mấy ngày chủ nhật thôi? Nhưng mà cô có 4 ngày ạ. Ừ, nhưng mà đây có 5 ngày chủ nhật thì nên sẽ có 29 ngày, được chưa? Chúng mình đã rõ cái này chưa? Và các bạn nhìn ạ, 5 ngày chủ nhật lần lượt của tháng đó. Đầu tiên sẽ là chủ nhật, đầu tiên sẽ là ngày 1 đúng không ạ? Tiếp theo này là ngày mấy? Ngày 8, ngày 15, ngày 22 và ngày 29. Các bạn có biết là tại sao lại là ngày 8 không? Tại vì cứ thêm một tuần thì là đến chủ nhật đúng không? 1 cộng 7 bằng 8 này, 8 cộng 7 lại bằng 15. 15 cộng 7 bằng 22 và 22 cộng 7 bằng 29. Được chưa? Chúng mình đã rõ phần này chưa? Vừa nãy em cũng nghĩ như cô nhưng em quên mất 8 ngày. Rồi, ok. Và các bạn thấy ạ, ngày 15 là chủ nhật thì ngày 14 sẽ là thứ mấy? Nào comment thật nhanh cho cô. Ngày 15 là chủ nhật thì ngày 14 sẽ là thứ mấy? Thứ bảy ạ. À, thứ sáu à, Hoàng Long xem lại nha, anh Dũng đúng rồi ạ. Ngày chủ nhật là ngày 15, vậy ngày 14 sẽ là thứ mấy? Rồi Mai An ra đúng rồi ạ, Hoàng Long cũng đúng rồi ạ. Mời Thông nào con. Ngày 14 của tháng đó sẽ là thứ mấy ạ? Con nữa cô, nếu như mà ngày 15 là chủ nhật thì ngày 14 ở trước ngày 15 thì sẽ là thứ bảy ạ. Cảm ơn con. Như vậy ngày 15 sẽ là thứ bảy. Được chưa ạ? Mời chúng mình chữa bài giúp cô ạ. Mời Hương nào, đọc lại cho cô bài giải ạ. Con thưa cô, con đọc tháng 2 có 5 ngày chủ nhật nên tháng 2 đó có 29 ngày. 5 ngày chủ nhật lần lượt ở tháng đó là ngày 1, ngày 8, ngày 15, ngày 22 và ngày Thế 29. không đi. Vậy ngày Không nói 14 được của đâu. tháng đó là... Mời Như Ngọc nào con. Cô đây em đi. Con đọc cho cô bài giải ạ. Các bạn khác chữa bài giải của mình vào vở nha. À, vào sách của con nha. Em thưa cô, em đọc bài tháng 2 có 5 ngày chủ nhật nên
Tháng 2 đó có 29 ngày. 5 ngày chủ nhật lần lượt của tháng đó là ngày 1, ngày 8, ngày 15, ngày 22 và ngày 29 ạ. Vậy ngày 14 của tháng đó là thứ bảy ạ. Cảm ơn con. Minh Tùng ơi, con làm danh sách của con đi. Con làm đi con. Cô em viết cùng dòng em. Phải em con phải con nào? Em con cứ đứng đây. Con phải em con ra đi để con học. Thằng Long là con, đọc cho cô bài giải ạ. Cô bài giải. Cho cô bài giải. Tháng 2 có 5 ngày chủ nhật. Nên tháng 2 đó có 29 ngày. 5 ngày chủ lần nhật lần lượt là của tháng đó là ngày 1, ngày 8, ngày 15, ngày 22 và ngày 29. Vậy ngày 14 của tháng đó là thứ bảy. Cảm ơn con. Mời Mai An ạ. Con thưa cô là tháng 2 có 5 ngày chủ nhật nên tháng 2 đó có 29 ngày. 5 ngày chủ nhật lần lượt của tháng đó là ngày 1, ngày 8, ngày 15, ngày 22 và ngày 29. Vậy ngày 14 của tháng đó là thứ bảy. Không xong chưa con? Con đã làm xong vào sách chưa? Xong rồi. Con đọc cho cô ạ. Dạ con thưa cô. Là tháng 2 có 5 ngày chủ nhật nên tháng 2 đó có 29 ngày. 5 ngày chủ nhật lần lượt của tháng đó là ngày 1, ngày 8, ngày 15, ngày 22 và ngày 29. Với ngày 14 của tháng đó là thứ bảy. Cảm ơn con. Cô lại có một câu hỏi khác cho các con như sau ạ. Ngày 6 của tháng đó là thứ mấy? Comment thật nhanh ạ. Ngày 6 ạ. Rồi anh Dũng rất nhanh. Rất là khen anh Dũng ạ. Câu trả lời hoàn toàn chính xác. Mai An cũng câu trả lời hoàn toàn chính xác ạ. Như Ngọc, khen Như Ngọc ạ. Chưa thấy Thông trả lời. Suy nghĩ nào. Ngày 6 của tháng đó, chưa thấy Hưng trả lời. Chưa thấy Ngọc Quân trả lời. Chưa thấy Hoàng Long trả lời. Rồi, khen Thông. Chưa thấy Minh Tùng trả lời ạ. Hoàng Long nào. Rồi, Hoàng Long xem lại con nha. Hưng cũng xem lại ạ. Hoàng Long lại xem lại tiếp. Cô thấy chưa, Hoàng Long chưa suy nghĩ kỹ đâu. Nào Hoàng Long cho cô biết ạ. Ngày 6 của tháng đó là thứ mấy ạ? Em còn... Em ngày 8 là thứ mấy đây? Ngày 8 là chủ nhật đúng không? Vậy ngày ngày mùng 6 sẽ là thứ mấy? Em đâu cô, ngày mùng 6 sẽ là thứ 6 ạ. Đúng chưa các bạn ơi? Mời Minh Tùng nhận xét nào. Em cô là em cô theo em làm đúng không? Cảm ơn con. Tiếp theo cô có một câu hỏi tiếp ạ. Ngày 28 của tháng đó là thứ mấy ạ? Ngày 28 nha. Rất nhanh, khen Như Ngọc, khen anh Dũng. Minh Tùng comment cho cô, comment vào không chat. Khen Mai Anh, Mai An ạ. Sao có mỗi ba bạn thế này? Cô muốn nhận được nhiều câu trả lời hơn nữa. Rồi, Minh Tùng. Không nào, không cho cô biết nào. Ngày 28 của tháng đó là thứ mấy hả con? Là con nơi cô. Ngày 28 của tháng...
của Trần thằng mấy? đó là con nhìn nhá, ngày 29 là ngày chủ nhật ạ. Như vậy ngày 28 sẽ là ngày thứ mấy? Mà con thưa cô là thứ 6. Ừ, thứ 6 à? Thì suy nghĩ lại xem nào. Là thứ mấy? Thứ 7. Trước một ngày, đúng rồi, phải là thứ 7 con nhá. Rồi như vậy chúng mình đã vừa hoàn thành bài tập số 3. Ở bài này các con cần phải lưu ý như sau. Nếu có 5 ngày chủ nhật thì tháng 2 đó sẽ có 29 ngày. Nhưng nếu có 4 ngày chủ nhật thôi thì tháng 2 đó sẽ có bao nhiêu ngày? Chúng mình comment thật nhanh cho cô nào. Nếu chỉ có 4 ngày chủ nhật thì tháng 2 đó sẽ có bao nhiêu ngày? Đúng rồi, Như Ngọc đúng rồi đấy ạ. Mai An đúng rồi ạ. Khổng Quân. Tại vì chúng mình thấy là 28 chia 7 sẽ bằng 4 đúng không? Sẽ có 4 tuần và sẽ có 4 chủ nhật. Sẽ vừa vặn như thế, được chưa? Chúng mình đã xong hết bài 3 rồi đúng không? Chúng mình sẽ chuyển sang bài số 4 nha. Cô, con chưa, cô ơi. Con chưa xong bài số 3 à? Xong hết chưa con? Mai ăn xong chưa con? Con chưa. Em thưa cô, em đi vệ sinh ạ. Ừ, con đi đi con. Rồi chúng mình chuyển sang làm bài 4 ạ. Bài 4 lưu ý cho cô nhá. Sẽ có một số chỗ mà chúng mình cần phải kèm theo đơn vị. Ví dụ như phần A thì có sẵn là phút rồi, thì chúng mình không cần phải ghi đơn vị mà chúng mình chỉ cần ghi số thôi. Nhưng ở phần B này, phép tính thứ hai này, các bạn thấy này, 450g trừ 150g và ra kết quả ở đây thì chúng mình phải ghi là số và ghi là gam. Được chưa ạ? Tương tự như phần này cũng như vậy, gam và kilogram chúng mình cần phải viết đủ. Cô mời chúng mình làm vào sách của chúng mình đi. Cô cho 2 phút làm vào sách ạ. Tính toán thật cẩn thận. Như Ngọc làm sao hả con? Như Ngọc ơi. Cô ơi. Sao con? À thôi thôi thôi. Chúng mình làm đi nha. Cô cho 2 phút để làm vào sách của chúng mình đấy. Em xong rồi cô ơi. Rồi ạ. Bạn nào xong rồi comment chữ X cho cô nhá. Như Ngọc xong rồi đấy ạ. Tôi. Cuối cùng không ạ? Với lại xong bài rồi. Anh Dũng xong. Với lại là xong bài rồi gì đâu.
Nào, cô sẽ mời lần lượt để chữa từng phần một nha. Câu đầu tiên sẽ là Hoàng Long ạ. Thưa cô, em thưa cô là 17 câu 39 phút bằng 56 phút. Từ từ, bình tĩnh. Cô gọi viết lên bảng. Ngọc Quân. Ôi, cô chơi em đi cô. Minh Tùng làm rồi ạ. Minh Tùng nhường đến lượt bạn khác nha. Hưng làm chưa nhở? Hưng này. Cái phần đồng hồ đấy cô. Nhưng... À, Mai An này. Và Dũng. Rồi, chúng mình điền cho cô ạ. Viết số nhỏ thôi nhá, không là thiếu đấy. Ôi, cô ấy chửi anh đi à. Hoàng Long làm đi con làm câu đầu tiên đấy, cô chưa thấy con làm đâu. Em xin cô em vẽ lại cô. Ừ. Hoàng Long ơi, con viết lên bảng ấy. Phần cô ghi con này, viết số nhỏ thôi không thiếu. Rồi ok, cô đã nhận được. Như Ngọc ơi, của con phần B đấy, con làm được chưa? Rồi ok. À, cảm ơn tất cả các bạn. Cô sẽ chữa lần lượt từng câu nha. Câu đầu tiên nè. Mời Ngọc Quân chữa cho cô nè. Đọc đầy đủ cả phép tính nha. Em mua cô 17 phút cộng ấy 39 phút. Kết quả của em là bằng 56 phút ạ. Cảm ơn con. Tiếp theo, phép tính thứ hai mời Thông. Là con nơi cô là bạn làm đúng rồi ạ. Đọc cả phép tính của bạn chữa. Con nơi cô là 450 gram trừ 150 gram bằng 300 gram. Đúng chưa con? Và làm đúng rồi ạ. Rồi. Mời anh Dũng con. Phép dạ. Tính này con. Dạ. Chữa cho cô phép tính này. Nghiêm túc tôn trọng giáo hay thay bằng. Em nói cô là sai rồi ạ. Con đọc lại đi. Đúng rồi cô. Đọc lại cả phép tính cho cô. Ngồi học chú ý nha, không ra khỏi chỗ đâu. 29 ngày cộng 13 ngày bằng 42 ngày bằng 6 tuần vì 42 chia 6 bằng 42 chia 7 bằng 6 ạ. Cảm ơn con. Mời Mai An nào. Phần tiếp theo. Con thưa cô là 18 gram nhân 5 bằng 90 gram. Cảm ơn con. Mời Minh Tùng. Em cô là 18 nhân 5 bằng 90 gram là đúng rồi á. Câu dưới cơ mà. Nhưng Ngọc không tập trung nha. Em cô là 84 gram chia cho 4 bằng 8 bằng 21 là 21 gram là đúng rồi á. Rồi ạ, chúng mình lưu ý nhá, phải là 21 gram nhá. Bạn nào mà viết vậy 21 là thiếu đấy ạ. Tiếp theo mời Hoàng Long nào. Mới gì vậy? Hoàng Long câu cuối cùng đi con. 25 gram. Mực mít rồi. Hoàng Long. Hoàng Long. Cô đang gọi Hoàng Long ạ. Em ơi cô. Con trả lời cho cô nào. Em đưa cô là 78 chia 3 bằng 26 kg là đúng rồi ạ. Rồi ạ. Có bạn nào làm sai cô nào không?
Đúng hết rồi đúng không? Tiếp theo. Rồi, mời Thông đọc cho cô đề bài ạ. Con đưa cô là bài 5, chai nước khoáng nặng 500 gram, vỏ chai cân nặng 20 gram, vỏ trong chai chứa bao nhiêu gram nước khoáng. Cảm ơn con. Mời Như Ngọc đọc đề bài cho cô. Em thưa cô, em đọc bài. Bài 5, chai nước khoáng nặng 500 gram, vỏ chai cân nặng 20 gram, hỏi trong chai chứa bao nhiêu gram nước khoáng ạ. Cảm ơn con. Mời Hương nào. Hương cho cô biết bài này làm như thế nào. Bây giờ có một chai nước nhá. Chai nước đấy nặng. Cả chai nước đấy nặng 500 gram. Con cho con dùng phép tính trừ ạ. À, dùng phép tính trừ. Phép tính của con là gì? Phép tính của con là 500 trừ 20 bằng 480 gram. Vâng ạ. Mời Hoàng Long nào nhận xét câu trả lời của bạn ạ. Đưa cô là chai nước khoáng nặng 500 gram, vỏ chai cân nặng 20 gram, vỏ trong chai chứa bao nhiêu gram nước khoáng ạ? Cô đang hỏi con là câu trả lời ạ. Con Hoàng Lâm đang mất tập trung nha. Con phải chú ý nha. Trong chai chứa bao nhiêu gram? Ừ, thì con trong chai chứa số gram nước khoáng là... Ừ. Phép tính của con là gì? Đưa cô là 500... Làm gì đâu? Phép tính của con là gì? Em... 500 thế nào nhỉ? Nước cô là 500 cộng 20. À, cộng 20. Cả một cái chai nước này, gồm nước bên trong và cái vỏ chai. Được chưa? Mà cả cái chai nước ấy nặng 500 gram. Vỏ chai thì 20 gram. Và người ta chỉ hỏi cái lượng nước ở bên trong thôi. Thì theo con thì sẽ làm phép tính gì? Có là 200 trừ 20. Bao nhiêu? À, 500 trừ 20. Đúng rồi, phải là 500 trừ 20 chứ đúng không? Hoàng Long có hiểu không ạ? Chưa hiểu. À, con chưa hiểu nha. Để cô sẽ vẽ cho con ví dụ như sau. Cô lấy ví dụ thôi nhá. Cô chỉ lấy ví dụ thôi. Đây là một cái chai nước, được chưa? Cả cái chai nước này nặng 500 gram. Vâng. Được chưa? Cái vỏ chai này thôi. Ở trong đây có nước nhá. Lưu ý là ở trong đây có nước nhá. Cái vỏ chai này thôi, vâng. 20 gram. Được chưa ạ? Và người ta hỏi, vậy cái nước ở bên trong này này, có phải là cả nước và cả vỏ chai thì là 500 gram đúng không? Riêng cái vỏ chai thôi là 20 gram. Thì bây giờ hỏi lượng nước ở bên trong thì con sẽ thực hiện phép tính là gì? 500 trừ đi 20, được chưa? Con hiểu chưa? Vâng. À, Tùng có hiểu không con? Dạ, con cũng hiểu ạ. Tùng Thông có hiểu không con? Thông hiểu không con? Có. Rồi Hưng thì sao hả con? Ngồi xuống đi con. Rồi cô mời chúng mình thực hiện bài toán này cho cô ạ. Mời chúng mình làm vào sách của chúng mình đi. Trả lời vào sách của mình đi nha.
Bạn nào xong rồi comment chữ X cho cô nhá. Không xong rồi Mai Anh, xong rồi Hoàng Long, xong rồi này. Rồi. Hưng xong chưa con? Hưng đang chưa tập trung nhá. Nhưng mà con viết vào đâu hả cô? Hả? Con viết vào đâu à? Sao con? Con viết vào đâu ạ? Con viết ở vở của con ấy. Vở ấy, lấy một quyển vở con viết mà. Sao cô không nói sớm rồi không? Mời Ngọc Quân nào con. Câu trả lời của con là gì ạ? Bài giải của con nào? Em ơi cô, câu trả lời của em là trong chai chứa số gram nước khoáng ấy ạ. Rồi ạ. Phép tính. Phép tính của em là 500 trừ 20 ạ. Bằng bao nhiêu nhỉ? Bằng 480 gram. Đáp số 480 gram. Cảm ơn con. Chúng mình có thể trả lời trong chai chứa số gram nước khoáng là, hoặc là số gram nước khoáng có trong chai là, đều đúng ạ. Anh Dũng ơi, con đi đâu rồi? Cô không nhìn thấy con ạ. Ủa, con đang ngồi ở đây. Minh Tùng xong chưa con? Không gì. Thông xong rồi. Ok cô. Xong rồi ạ. Mời Thông đọc lại cho cô bài giải nào. Dạ con đưa cô bài giải này. Số gram nước khoáng có trong chai là 500 trừ 20 bằng 480 gram, đáp số 480 gram. Mời Minh Tùng nào. Em cô, số gram nước khoáng có trong chai là 500 trừ 20 bằng 480 gram, đáp số 480 gram. Hoàng Long nào con. Hoàng Long ạ. Em đưa cô anh nào. Em đưa cô anh đọc số gram nước khoáng có trong chai. Số gram nước khoáng có trong chai là 500 trừ 20 bằng 480 gram, đáp số 480 gram ạ. Cảm ơn con. Chúng mình sẽ đến với bài số 5. Mời... hết bài rồi. Ơi! Bảo với cô đó. Mai An đọc đề bài cho cô ạ. Con của cô là một chiếc đồng hồ quả lắc cứ ở đồng hồ chỉ một giờ thì điểm một tiếng chuông, đồng hồ chỉ 2 giờ chỉ điểm 2 tiếng chuông, đồng hồ chỉ 3 giờ điểm 3 tiếng chuông. Từ lúc 8 giờ sáng đến 1 giờ chiều có bao nhiêu tiếng chuông? Cảm ơn con. Mời Thông đọc đề bài cho cô ạ. Thông đang chưa nhìn lên đề bài, chưa chú ý. Mời con đọc lại đề bài cho cô. Con thưa cô, một chiếc đồng hồ quả lắc cứ đồng hồ chỉ một giờ thì điểm một tiếng chuông, đồng hồ chỉ 2 giờ thì điểm 2 tiếng chuông, đồng hồ chỉ 3 giờ thì điểm 3 tiếng chuông. Từ lúc 8 giờ sáng đến 1 giờ chiều có bao nhiêu tiếng chuông? Rồi, cảm ơn con. Có thể đọc đề bài thì chúng mình sẽ thấy nó hơi khó một chút, nhưng các con chỉ cần nhớ rằng số giờ thì sẽ tương ứng với số tiếng chuông. Ví dụ nó là 8 giờ thì sẽ là mấy tiếng chuông? Chúng mình comment thật nhanh cho cô nào. Nếu là 8 giờ thì sẽ có mấy tiếng chuông nhỉ? 1 giờ là 1 tiếng chuông, 2 giờ là 2 tiếng chuông, 3 giờ là 3 tiếng chuông. Vậy 8 giờ sẽ là... Rồi, 2 tiếng chuông. 8 tiếng chuông đúng không ạ? Theo đề bài thì 8 giờ sẽ điểm 8 tiếng chuông và bắt đầu từ lúc 8 giờ đúng không? Đầu tiên sẽ là 8 giờ rồi đến mấy giờ nhỉ? Minh Tùng nào? Em cô, 8 giờ rồi đến 9 giờ. 9 giờ thì điểm mấy tiếng chuông? Em cô, 9 tiếng chuông ạ. Ok. Nào anh Dũng, tiếp theo. Em cô này, 10 giờ điểm 10 tiếng chuông ạ. Cảm ơn con. Như Ngọc, tiếp theo. Em thưa cô, 11 giờ điểm 11 tiếng chuông ạ. Rồi, mời Hưng.
Con thưa cô, 12 giờ điểm 12 tiếng chuông. Mời Ngọc Quân. Em có 13 giờ 13 tiếng chuông ạ. À, 13 giờ điểm 3 tiếng chuông. Bây giờ nó lại quay lại là 1 giờ chiều. Như vậy 1 giờ chiều thì là điểm mấy tiếng chuông? 13 tiếng. 13 tiếng. Con nhìn nha. 1 giờ thì điểm 1 tiếng. 2 giờ thì điểm 2 tiếng. 3 giờ thì điểm 3 tiếng. Bây giờ 1 giờ. Mình sẽ lấy theo mốc là 1 giờ chiều nhá. Mình không lấy là 13 giờ. Cô ơi, cô viết mấy cái đấy vào à cô? Đúng rồi con. Nào bây giờ quay lại đến 1 giờ chiều. Viết như nào, đó là 1 giờ thì nó sẽ điểm mấy tiếng chuông ạ? Ngọc Quân. Em cô ở 1 ạ. 1 tiếng chuông, con lưu ý nha. Như vậy để biết được là có tất cả bao nhiêu tiếng chuông thì ta sẽ thực hiện phép tính gì ở đây? Mời Thông nè. Dạ con thưa cô, đó chính là và 8 bắt đầu từ 8 tiếng chuông để con làm phép tính gì? Con làm phép tính gì? Dạ con thưa cô, con lấy 13 trừ 8 bằng 5 tiếng chuông ạ. Có phải không? 8 giờ thì điểm 8 tiếng chuông, 9 giờ thì điểm 9 tiếng chuông, 10 giờ thì điểm 10 tiếng chuông. Tương tự như vậy, đến 1 giờ chiều là điểm 1 tiếng chuông và người ta hỏi gì ạ? Có từ 8 giờ này đến 11 giờ chiều, đến 1 giờ chiều này có tất cả bao nhiêu tiếng chuông? Thì mình sẽ làm phép tính gì? Em ơi, phép tính cộng ạ. À, phép tính cộng. Nào, mời Hoàng Long nào, phép tính cộng của con sẽ là gì? Thưa cô là 8 cộng 9 cộng 10 cộng 11 cộng 12 cộng 1 ạ. Cảm ơn con. Mời Ngọc Quân nào nhắc lại cho cô phép tính ở đây của con sẽ là gì? Em thưa cô à, 8 cộng 9 cộng 10 cộng 11 cộng 12 cộng 1 ạ. Rồi, cảm ơn con. Và chúng mình sẽ có một câu trả lời đầy đủ, đó là số tiếng chuông đồng hồ điểm từ 8 giờ sáng đến 1 giờ chiều sẽ là phép tính như thế ạ. Và chúng mình tính ra được kết quả là bao nhiêu? Mời chúng mình làm đi ạ. 51. Nhanh. Em cô ơi, 51. Ơi. Cô ơi, nhưng mà viết mấy cái đấy vào không đủ. Cô 51 ạ. Không đủ vở thì viết ở đâu cô? Chúng mình phẩy ra cho cô nhá. Ví dụ ở đây 8 giờ điểm 8 tiếng chuông, chúng mình phẩy 9 giờ điểm 9 tiếng chuông, được chưa? Em cô 51 ạ. Đúng rồi ạ. Và chúng mình ra được kết quả là 51 tiếng chuông. Cô mời Minh Tùng nào. Minh Tùng đã làm ra vở chưa? Em đi làm nhưng mà em tính rồi. Con làm đi. Đừng xuống dòng như cô nhé. Các bạn viết hết một dòng thì các bạn xuống ạ. Thì đỡ bị thiếu dòng. Cô mời Mai An nào, Mai An đọc cho cô ạ. Con thưa cô là số tiếng chuông đồng hồ điểm từ 8 giờ sáng đến 1 giờ chiều là 8 cộng 9 cộng 10 cộng 11 cộng 12 cộng 1 bằng 51 tiếng chuông, đáp số 51 tiếng chuông. Cảm ơn con. Mời Như Ngọc con. Em thưa cô là theo đề bài 8 giờ điểm 8 tiếng chuông, 9 giờ điểm 9 tiếng chuông, 10 giờ điểm 10 tiếng chuông, 11 giờ điểm 11 tiếng chuông, 12 giờ điểm 12 tiếng chuông, 1 giờ chiều điểm 1 tiếng chuông,
Số tiếng chuông đồng hồ điểm từ 8 giờ sáng đến 11 giờ chiều là đến 8 giờ chiều vâng. Đến 1 giờ chiều là 8 cộng 9 cộng 10 cộng 11 cộng 12 cộng 1 bằng 51 tiếng chuông. Đáp số 51 tiếng chuông ạ. Cảm ơn con, chúng mình đã xong hết chưa? Mời Quân nào con. Dạ. Đáp cho cô bài giải con. Đem cho cô bài giải. 8 giờ điểm 8 tiếng chuông, 9 giờ điểm 9 tiếng chuông, 10 giờ điểm 10 tiếng chuông, 11 giờ điểm 11 tiếng chuông, 12 giờ điểm 12 tiếng chuông, 1 giờ chiều điểm 1 tiếng chuông. Số tiếng chuông đồng hồ điểm từ 8 giờ sáng đến 1 giờ chiều là 8 cộng 9 cộng 10 cộng 11 cộng 12 cộng 1 bằng 51 tiếng chuông. Đáp số 51 tiếng chuông. Cảm ơn con. Chúng mình đã xong hết chưa ạ? Minh Hồng xong chưa con? Không xong chưa? Rồi ạ. Rồi. Các bạn nào còn đang viết Hoàng Long xong chưa con? Em chưa cô. Ừ, con nhanh lên. Không chưa xong đúng không? Không rồi. Mai An xong. Mai An xong chưa? Con rồi. Hoàng Long đã xong chưa ạ? Hoàng Long ơi, con ngồi thẳng lên ạ. Hoàng Long ơi, Hoàng Long có nghe thấy cô Thúy hỏi con không? Dạ. Hoàng Long xong chưa ạ? Em xong rồi. Con ngồi thẳng lên. Rồi, như vậy chúng mình sẽ còn bài số mấy nhỉ? Bài số 5, à bài số 6 và bài số 7 đúng không? Bài cô còn bài số 9, bài số 10 luôn. Bài số 10 là cô. À, bài số 9, bài số 10. Hai bài còn lại sẽ là bài tập về nhà, các con làm được chưa ạ? Được chưa? Được ạ. Rõ chưa? Bây giờ thì cô sẽ cho chúng mình chơi quiz nhá. Đó, cô gửi vào khung chat rồi đấy. Chúng mình đã nhận được chưa? Cô gửi vào khung chat rồi đấy. Dễ cực, bạn nào giỏi chắc chỉ làm 2-3 phút là xong thôi. Dạ, xong rồi, đúng không? Tập nghe rõ rồi. Dọn cất rồi, không cho chó ăn. Ê, không dẫn đâu mà. Ý tắm đi. Cô thấy mày có 3 bạn thôi ạ. Mày sẽ lớn được giải nhất à? Mềm dẫn con giải nhất. Có thể vẫn chưa làm được con? Chưa được à? Chưa mới chụp rồi đó. Chưa cô đã bấm vào start rồi mà không thấy được. Chưa, chưa hết bài chưa? Đã chưa. Các bạn ơi nhanh lên, 6 bạn rồi ạ. Ai chưa vào được có cần cô trợ giúp gì không? Hoàng Long, Long rồi này. Quân rồi ạ. Mai An rồi. Còn bạn nào chưa vào được nhở? Tuấn vào con nào? Phương ơi con vào được chưa? Mày vào đi đi. Phương vào đi con. Tôi chuyển sang một. Ba mươi giây nữa để cô bắt đầu nha. Có 6 bạn rồi, bạn nào chưa vào được thì muốn cô giúp đỡ thì sẽ nói với cô ạ. Rồi Hưng rồi. Ok, cô bắt đầu nha. 3, 2, 1, bắt đầu.
cùng ăn đến 7:30 đến công viên lúc 8 giờ. Như Ngọc đang dẫn đầu rồi đấy ạ. Thứ hai là Hưng ạ. Rồi Mai Anh đã dẫn, Mai Anh đã dẫn lên đầu tiên rồi đấy. Nguyên Nhưng Ngọc vẫn đang dẫn đầu tiên, thứ hai là Quân. Hưng đã vượt lên vị trí thứ ba rồi ạ. Chúng mình lưu ý đọc thật kỹ để trả lời cho đúng nha. Thứ tư tuần này là ngày 4 tháng 4 là thứ tư tuần sau. Ăn được 18, chắc các thằng ba đã gặp nhau. Bài này mình nhìn thấy bài là xem phim không có được rồi. Rồi ở những phút cuối thì Quân đã vượt lên đầu tiên này, thứ hai là Như Ngọc ạ. Để còn làm lại được nữa không? Đâu làm lại đây đấy. Rồi, Hưng lại vượt lên đầu tiên rồi ạ. Bảng xếp hạng của chúng ta liên tục thay đổi đúng không ạ? À. Quân lại xuống bếp rồi ạ. Bạn nhìn nào có hát gì, bạn ấy đứng đầu một đứa vật con. Bạn Thông chuẩn bị đặt lên nào. Chết nào. Đây, đây, đây. Rồi, chúng mình còn 10 giây nữa nha. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Con chắc chắn đến số 3. Cứ 90% rồi mấy ơi. Con còn 10% nữa là thắng ngay trò chơi luôn. Yeah. Rồi, bạn đầu tiên là Hưng. Con chơi, con gửi lên cho. Quân. Mày thế. Đó, những phút cuối cùng thì bảng xếp hạng của chúng ta thay đổi liên tục đúng không? Nên là chúng mình phải cần phải cố gắng nhé, không được chủ quan này. Được chưa? Và chúng mình lưu ý về nhà, nhớ hoàn thành đầy đủ bài tập về nhà nhá. Buổi học của chúng mình đến đây là kết thúc ạ. Chào các bạn. Em chào cô. Chào con. Em chào cô. Chúc các bạn ngủ ngon. Em chào cô.